Trước khi vào với clip ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu với anh em shop gaobao.com. Đây là shop ạc của mình, chuyên bán những ạc Free Fire, ạc Liên Quân giá rẻ và uy tín chất lượng 100% nha anh em. Mọi hoạt động trên shop đều do Gao Bạc tự chịu trách nhiệm nên là anh em phải hoàn toàn có thể yên tâm trong shop nha anh em. Ok, thì hôm nay mình sẽ nhường phần giới thiệu đến cho Gao Bạc nha các bạn. Ok, hello, xin chào tất cả anh em. Thì ngày hôm nay mình và S Mobile sẽ đi review cái con nhân vật mới này. Là cái con nhân vật củ cải gì đây mà nó cứ suốt ngày nó cầm cái ấy xong rồi nó biến ra khẩu súng nó bắn này. Cực kỳ chất luôn. Nghe nói con nhân vật này thì chúng ta sẽ sử dụng một cái kỹ năng, nó chính là kỹ năng chủ động, chạy nhanh trong cái lúc mà bị địch bắn. Hợp lý vãi trưởng nhỉ, cái này chạy đúng nhanh địch bắn hả? Lúc mà mình bị địch bắn thì mình cần chạy như vậy nhanh. Là khi mà bị địch bắn thì mình sẽ bắn rất nhanh, là nhanh chạy chạy rất là nhanh thì bắn đó là di chuyển rất là nhanh. Ok, tí nữa thì em sẽ đưa đầu ra cho địch bắn coi chạy nhanh không nha. Không phải, tức là nếu mà mình thích chạy nhanh lúc nào mình chạy nhanh, đây là kỹ năng chủ động mà. Ủa, kỹ năng chủ động hả? Đúng rồi, chứ không phải địch làm gì có chủ động, nó làm gì có nút bấm này, em thấy chủ động đâu. Ủa, kỹ năng này là kỹ năng bị động, là khi mà địch nó bắn vào trong của mình thì nó mới chạy nhanh. Tức em là, hiểu không? Tức là tí nữa em giơ đầu ra cho địch bắn thử. Không, em đưa đích ra cho địch bắn thì nó giơ đầu thử em nó có chạy được nhanh không? Không, em phải đưa đích ra cho địch bắn. Địch làm gì đưa đầu, em đưa đầu ra địch bắn chết thì sao? Em phải đưa đích ra cho địch bắn, em hiểu không? Đúng, lúc đó biết đâu bò nhanh anh. Hử? Lúc đó biết đâu mình lại bò nhanh sao? Không, em đưa đích ra cho nó mới bắn được. Đưa đầu sao bắn được, đưa đích ra cho nó bắn vào trong. Không, mấy bây giờ anh thử trước em thử sau. Thôi để em xuống thử cho. Mấy em bên này 110 mấy, vô là 200 mấy nè, bên anh 200 mấy nè. Hay bà. Ok, các bạn xem clip nhớ đăng ký kênh của mình và cho bây giờ một like nếu các bạn cảm thấy like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của Gao Bạc TV. Ờ cũng được, kệ đi, khỏi đăng ký nha các bạn. Khỏi đăng ký. Ok, thì anh đang sử dụng đồ thường đi test. Mặc đồ đẹp vậy cha, mặc đồ đẹp dễ bị bắn lắm. Không, mấy thằng mặc đồ đẹp vậy. Ui, không có ai kìa anh, lúc đồ thoải mái. Ôi trời, không có ai thiệt kìa. Rồi mặc kiếm kiếm giáp ba nha, kiếm giáp ba xong rồi mình đi mình chạy. Mình chạy ngoài đường á để coi. Có hai thằng đằng sau. Test luôn nè anh. Em giết mấy thằng? Em giết thằng, anh giết thằng đi cho nó đều. Ok. Hay là anh giết luôn hai thằng. Ui, giáp ba ngay kìa. Trời ơi, vô sâu. Ui, giáp hai bên này nè em. Ok. Giáp hai bên này nè. Rồi. Ui, lát quá. Anh lút đồ không. Ui, thằng đực nó ngay. Đâu, thằng đực nó ngay dưới nè. Nhá nhá nhá. Không được, không ai cam nữa má. Đâu, bên bây giờ. Bên 99 rồi kìa. Ui. Rồi, một thằng cục anh ơi. Bên 99 em ơi. Chết rồi, anh đâu rồi. Anh phải tắt 3G đó. Ui, ở bên này là cái chữ của nó sẽ thành màu đỏ nha anh em. Ok, tắt, đợi xíu anh đang bị lát trên này. Ui, em bắn gì nhiều vậy? Em có bắn đâu. Em đang dưới này chờ anh mà. Ok. Ok, ôi, tóc biến. Ok. Nó đâu? Rồi, má, nó chết mày, rồi. Mày dám bắn bọc đạn TV Gaming hả? Nó chết rồi. Ok, đây. Ơi, đâu vậy? Ui. Gắt vãi chưởng. Ui, cái hộp đẹp vậy? Đâu ra vậy? Cái gì? Cái hộp trong thẻ vô cực đó em. Ui. Em không biết cái này hả? Vô rồi bây giờ nè, hai tụi mình chạy ra ngoài. Em có giáp mấy rồi? Giáp 4 luôn. Ui, giáp 4 rồi. Bây giờ chạy nè. Chạy nè, coi cho khi mà bị bắn có chạy nhanh không nha. 10% thì chắc có thể là không nhận ra đâu ha. Em tăng lên đâu 18% rồi. Ghê hả? Hồi nãy em xài cái thẻ đó, thẻ tăng rồi, lên. Bây giờ hai thằng chạy nè. Em chạy theo, em chạy trước, anh chạy sau, rồi em cứ chạy vòng vòng. Em biết mà, lấy em ra được đạn không? Không, em cứ chạy theo vòng đi, chạy theo vòng kiếm thằng địch đó xong rồi chạy qua luôn. Chạy qua nó luôn, coi em chạy nhanh cỡ nào. Đứng chạy rồi, quẹo phải đi em. Không có thấy thằng nữa rồi. Quẹo phải. Có không? Có địch không? Không có. Có rồi, chạy xuống, thẳng. Xuống tăng giáp. Không, xuống tăng giáp chỉ có giáp rồi. Bây giờ mình chạy, em chạy tới hướng S đi, chạy thẳng tới hướng S. Lách qua mấy cái nhà anh chạy sau. Hướng S. Ok, chạy đi. Rồi, để anh dụ địch cho. Mình bị AS gài nè, bắt đầu AS thả muối cho nó nè. Gắt muối nè. Anh vô là gặp nó. Em có đem Kelly không? Không, em có đem... có, em có đem Kelly. Ui, ai bày cho mình vậy ta? Có đúng không? Ok, có đem Kelly. Không sợ thằng nào nữa rồi. Rồi, let's go. Chạy nhanh lắm, đậu xanh cái gì chứ chạy thì nhanh lắm. Chạy đi lút đồ em. Chạy mà lút... Ai chơi lút đồ, chạy đi. Ghê. Chạy đi, anh chạy sau để mới biết được là em có chạy nhanh hay không, hiểu không? Mới thấy được khi mà địch bắn vào em á.
Địch đâu rồi, thằng địch đâu rồi? Hello. Tính ra cái khu này hôm nay ế đùa. Hôm nay không ai thèm vô đây luôn. Khu này bình thường đông lắm mà ta. Để em tới thằng giáp 4 nè em. Cái gì thằng cái cành giáp 4 là đầu tiên. Bình thường có địch chứ, hết hồn. Địch ở nơi đâu xa quá, mãi mãi không thể tìm thấy địch. Trong khi đó thì AS Mobile cùng với lại bọc đạn Gaming TV. Cái con nhân vật này nó che giáp, che nón nè em. Đúng rồi, bữa nay nó fit lại hết rồi mà. Còn con nào cũng vậy hết hả? Con nào cũng vậy hết. Con nào cũng che nón hết luôn? Không, trừ mấy con mà ngày xưa á, còn mấy con mà ra mắt gần đây là có hết. Ok. Rồi, chạy tiếp đi. Em nghĩ địch có bên kia không? Mình đu cáp qua. Đu cáp qua. Ok. Bây giờ coi cái kỹ năng của nó sẽ như thế nào khi mà bị bắn vào người nha các bạn. Các bạn hãy chờ xem và liệu rằng Mobile có chạy nhanh được hay không đây. Nghĩ nó chạy nhanh như cái củ cải chạy. Khó đâu, khó lắm. Khó lắm. Khó mà có thể nhìn thấy được là tốc độ chạy nhanh như thế nào. Anh phải chạy đằng trước em anh mới thấy là nó có nhanh hay không. 20% là nó hơi nhiều đó, có cái Ellie nữa hơi bị nhiều luôn á. Nghe vô, chỉ có đi núp thôi. Có địch không? Không thấy luôn. Ế hả? Ế rồi, mẹ đi. Đi bạn. Không có luôn. Tí nữa nó bắn là mình chạy giống như là ăn cướp luôn á. Bót, bót, chạy như bót thì tay ba. Chạy giống ăn cướp cho em. Thì có đồ ăn giáp kìa, lấy đi. Ủa anh giáp mấy rồi? Giáp 4 rồi, không đồ, thôi đưa đây lấy luôn. Anh tăng đi, em cũng giáp 4 mà. Ui có cái đồ tăng này. Ừ, dạo này nhiều cái đồ tăng màu vàng vàng. Màu vàng cũng được ha. Giáp 3 đây nè. À đây nè em. Ui có địch hả? Để em lên em me cho nó. Đâu rồi, nó đâu rồi? Ui chạy nhanh lắm em. Ui được, bị bắn chạy nhanh lắm. Được không? Ổn không? Rồi em lên nè. Ui chạy nhanh lắm, chạy nhanh. Cái gì AF bị bắn kìa. Đâu rồi, nó đâu. Đó nó trước mặt. Rồi em thấy nó rồi, nó ở bên này. Ui nhưng mà bây giờ chạy hướng này, đến nó móc anh bây giờ. Ui đây nè. Ê, chạy bao nhanh luôn. Chạy chưa bạn ơi, chạy chưa bạn ơi. AF chạy luôn rồi. Ui quá gà, trời ơi con gà. Con gà coi anh chạy nè. Anh chạy nha. Rồi ok, anh chạy nè. Ok chạy nè. AS là giờ là mình lên tới nơi là mất mạng nữa chứ đâu mà chạy hai thằng trên đó. Ui nó kìa. Nó trơn á. Anh cứ chạy qua chạy lại cho nó bắn cái thì xem có nhanh không. Rồi đâu rồi. Ui kìa. Chạy. Đó, nhanh không. Chạy nhanh không. Nghe cày thế. Lại. Ok. Sao rồi em? Chuẩn bị chạy em ơi. Ok, chuẩn bị tinh thần nè anh. Ok. Giờ mà địch mà bắn là hai anh em mình không đi chạy nha. Nhưng mà mình phải lấy được giáp đã. Mình nghĩ là mình phải lấy giáp. Bây giờ kiếm cái đường nào mà nó bắn mình mà mình chạy dễ nhận ra nhất á. Tháp đồng hồ đi. Tháp đồng hồ chạy hả? Tháp đồng hồ. Ok. Ok, xuống tháp đồng hồ chạy nhảy đi. Đó. Căng nha. Mình chạy vòng cho nó bắn đã, mình mới biết được. Hiểu không? Mình chạy vòng. Có hai thằng mà nó đi đâu á? Qua kia kìa. Từ từ để anh coi có ai không? Không, trong mình không có ai luôn á. Tí nữa mình chạy qua đó. Qua đó chào nó cái. Chào nó thôi. Đừng bắn nó nhanh, tội nó. Nghe nó bắn mình đó em. Nó bắn mình mới tốt thôi. Giờ mình đang cần nó bắn mình mà. Đây anh xuống anh kiếm khẩu súng trước đây. Rồi kiếm cái giáp đây. Đi chạy vòng kiếm giáp đi. Úi trời ơi. Giáp đâu. Không có nổi khẩu súng luôn á. Giáp. Đây. Chưa có giáp đây. AN94 được luôn đi. Nó phải có giáp. Phải có giáp nó bắn mới không chết được. Mình mới biết được. Trên đây nó bắn cái chích ngủm rồi sao mà biết. Kiếm đi. Chưa có anh, chưa từ mình tìm từ. Bình tĩnh mới có được. Ska nè, lấy không? Rồi. Ska này đang sử dụng hai khẩu nè. Chưa chắc vậy MTT40 trên này luôn. Không em. Hợp lý mà. Chưa có được giáp 1 nữa nè. Rồi chuẩn bị qua bên phía bên kia nha. Ui có cái giáp 1. Được cái giáp 1 rồi. Khỏi sử dụng mấy súng kia đi. Qua luôn nè. Đi qua này. Qua chào nó cái nè. Bên đây đúng không? Nó bên đây đúng không?
Đâu đó, rồi? Đó bên kia, bên góc bên này, bên này nè. Bên nông trại á, ở doanh trại á. Quên. Okay, qua chào nó luôn đi. Để qua chào nó nè. Hỏi thăm nó xíu. Nè anh đâu? Tôi kiếm cái giáp 1 đã mé. Chưa có giáp 1, đi đi, cái củ cải nó bắn chết bây giờ. Giáp 1 đâu? Đi đi luôn. Có cái tăng giáp này. Đợi xem. Hồi nãy nó qua đây, nhưng mà giờ không biết nó đi đâu rồi. Tôi nghĩ là nó cũng lảng vảng ở bên đây chứ. Cấu hình anh để cấu hình thường, nhìn hơi xấu, nhìn hơi chán đời xíu. Ui. Thấy không? Em vẫn chơi cấu hình cao bình thường mà. Anh để cấu hình thường. Đâu ta, nó bên đây đúng không? Mà hình AS xấu lắm các bạn. Thề mình mới ngó qua thấy xấu nhìn mình xấu tệ mạc luôn. Đi đi. Nào. Giờ rắc muối cho nó ra này anh. Dạ, giả vờ bắn nhau. Đâu mày đâu rồi, mày ra đây đi. Đừng có giả vờ bắn nhau mà nó ra bắn mình đó. Nó đâu rồi biết. Không thấy nó luôn, mày khổ. Đi ra không được. Đi xe này, siêu xe này. Ok, let's go. À giờ vô là xe à, AS không, xe có, xấu quá. Không có khói, còn xe mình vẫn có khói bình thường à, nha. Siêu xe mình xấu quá à. Xấu kinh khủng luôn các bạn ạ. À. Ui, không thấy ai luôn. Chuẩn bị thấy nó là nhảy xuống hai thằng chạy nha. Nhảy à, em nghĩ là nhảy xuống bắn à. Không, nhảy xuống hai thằng chạy mới biết được chứ. Không thấy ai luôn, đợi xanh, ế vậy. Hai thằng chạy em phải chạy theo anh nha. Không, tí. Anh khôn vậy, em chạy theo anh là tính ra là em chạy sau là em đỡ đạn hết luôn á. Làm gì có, thằng nào yếu máu thằng đó bị ăn đạn. Ui vậy hả? Ừ. Ngon vậy. Thôi, cứ để cho ai nhảy xuống trước. Mình có giáp mà. Ui đợi đi, dưới nào? Dưới thùng lũng có thằng. Chuẩn bị chạy nè. Một chạy. Có thấy đâu. Ê đây ngay cái xác, ngay cái xác. Ui lạc. Chạy. Ui nó vừa rắc muối nó cái, nó để nó bắn. Rồi bắn tao đi mày ơi. Bắn đi. Chạy. Nó đéo bắn mình luôn mới ghê chứ. Chạy em. Chạy qua chạy lại. Chạy qua chạy lại vậy. Mày đâu rồi, mày ra mày bắn đi. Đéo lên bắn. Mày ra mày bắn nó hay sao. Em bỏ dao ra anh chạy, bỏ dao ra. Ok. Bỏ dao ra chạy vòng tròn à. Đó, chạy qua chạy lại vậy. Chạy qua. Nó không thấy mình luôn. Đó. Ê nó chạy sang nhà. Nhà lơ rồi. Tới đây chạy với anh này. Rồi anh đâu rồi? Đó. Dí. Đó, nó chạy lên phía trên kia kìa. Sao gốc cây? Mày dựng bom keo làm gì mày? Đi chạy theo anh, Mày bắn bọn tao đi. Con này, chạy theo anh nha. Đi thôi. Chắc là nó tưởng là mình chưa biết nó ở đó. Chạy qua. Nó đeo keo luôn đó. Đây, theo anh. Nó xanh dao ra, nó đeo ke luôn. Theo anh, let's go. Nó lên trên rồi. Theo anh nè, chuẩn bị mày bắn nè. Mày bắn tao đi. Đây, nó bắn tao đi. Ê, nó bắn nè. Ui. Từ. Ây da, chạy. Cần em xử nó, em xử nó nha. Xử nó. Mày đứt là. Mày nhìn gà quá, Ủa, có chạy nhanh đâu. Hình như không chạy nhanh đâu, nó cũng ngang à. Nó hơi nhanh thôi chứ không nhanh lắm đâu. Hơi nhanh. Kỳ thiệt. Nhưng mà chắc tăng 18% nên mình không nhận ra á. Ừ. Không. Không có chạy nhanh được xíu nào. Ok. Thì theo như thì hai cái khảo sát rồi nãy thì các bạn cũng có thể thấy rằng là con nhân vật này các bạn, khi mà nó chạy nhanh các bạn sẽ rất là khó nhận ra nha các bạn. Rất là khó để mà nhận ra được cái tốc độ chạy nhanh của nó như thế nào. Thì tới đây thì các bạn cũng có thể thấy rồi, các bạn cũng có thể đọc ở phía trong cái phần đó là phần nhân vật. Thì mỗi lần mà khi các bạn bị bắn nó sẽ di chuyển nhanh trong vòng 1 giây. Đây à. Ủa 1 giây thôi hả? Tăm 18% tốc độ di chuyển trong 1 giây khi nhận sát thương. Nhưng mà từ cái này không hiểu lắm này, 1 giây là sao? Tức là mình chỉ nhanh 1 giây thôi hả? Ừ đúng rồi, nó bắn vào một cái mình chạy 1 giây thôi. À. Chạy nhanh thêm tính ra được có một bước được có một bước chứ nhiều được có một bước rồi các bạn thì nó cũng không hay cho lắm nha các bạn. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem clip của mình, nhớ đăng ký kênh của mình và cho video một like nếu các bạn cảm thấy like nha. Ok bye bye tất cả các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nha, bye bye. Trong anh giờ đang nghĩ gì người ơi, trong anh giờ đang nghĩ gì?